Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về một số tài liệu liên quan tới crypto Chúng ta sẽ dành một ít thời gian để mà nói về tình hình thị trường Và chúng ta sẽ nói về cập nhật Constance của Ethereum Chúng ta không còn tới một ngày nữa thì cập nhật này sẽ được kích hoạt Và chúng ta cũng nói tới một số tin tức khác liên quan tới XRP, liên quan tới Samsung nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Trước hết thì chúng ta nhìn vào thị trường ngày hôm nay thì các bạn thấy được là các đồng lớn là phần lớn khá ổn định. Các bạn thấy là những đồng như là Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash sẽ lên xuống không tới 1%. Và trong cái top 10 này các bạn thấy được là chỉ có đồng EOS và đồng Binance Coin, đồng BNB là lên xuống khoảng chừng 3-4%. Và cuối cùng thì các bạn thấy được là đồng Bitcoin SV đã ra khỏi cái top 10 này. Tuy nhiên vẫn đứng hạng 11 và Cardano đứng hạng thứ 12. Và một điều nữa các bạn thấy được là tổng số đồng trên thị trường lại ngày càng tăng lên. Các bạn thấy được là cái đây khoảng chừng vài ngày là khoảng chừng là 2084 đồng. Bây giờ các bạn thấy là tới 2093 đồng. Tổng số vốn hóa thì cũng không có nhiều sự khác biệt so với cái đây 2 ngày. Các mình thấy được là hiện bây giờ là 130 tỷ. Khi mà chúng ta nhìn vào những đồng nào mà lên nhiều nhất ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy được đồng lên nhiều nhất ngày hôm nay đó chính là đồng ABBC Coin lên khoảng 30% và Pundi lên khoảng 20% và những đồng nào mà xuống nhiều nhất ngày hôm nay thì các bạn thấy được là đồng đi Santoland xuống 14%. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ của đồng đi Santoland ở trên Coin Market Cap. Các bạn sẽ thấy được là trong thời gian gần đây cũng có sự tăng trưởng khá nhiều, nhất là trong vòng 7 ngày vừa qua. Các bạn thấy được là trong thời gian gần như là 6 ngày vừa qua thì đã đi hàng ngang, mãi cho tới cái mức là các bạn thấy là ngày hôm qua thì đột ngột tăng lên và khối liên dịch cũng tăng lên rất nhiều. Các bạn thấy được là đã tăng con số khá đáng kể. Các bạn thấy được là khoảng chừng 3 cent cho một đồng đi Santoland lên tới cái mức cao nhất trong vòng 2 ngày vừa qua là khoảng 5 sen Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được cũng đã trả về khá nhiều Bây giờ còn khoảng 4 sen cho một đồng Decentraland Nghĩa là vẫn lên khoảng chừng là 33% so với cái mức cách đây khoảng chừng là 3 ngày Một trong những lý do dẫn tới cái sự mà Decentraland tăng giá ngày hôm qua Đó chính là tài liệu liên quan tới công ty HTC Các bạn có thể biết là hiện bây giờ chúng ta có rất nhiều tin tức liên quan tới Samsung Galaxy S10 là sẽ ủng hộ crypto nhưng mà một điều mà các bạn cần nên biết là Samsung Galaxy S10 không phải là điện thoại đầu tiên và điện thoại duy nhất ủng hộ crypto. Năm 2018 thì công ty HTC đã đưa ra điện thoại Exodus One và đây cũng là một điện thoại mà ủng hộ crypto. Và tin tức hiện bây giờ được chia sẻ là đồng Decentraland sẽ được hỗ trợ ở trên cái máy điện thoại này. Và đây cũng là một yếu tố dẫn đến cái sự tăng trưởng về mặt giá cả ngày hôm qua. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy được đã đi trở xuống khoảng chừng là 14% khi mà chúng ta nhìn trở vào đồng Decentraland, đồng Mana ở trên Coin Market Cap, các bạn thấy được là vốn hóa đồng này cũng khá nhỏ. Hiện bây giờ các bạn thấy là chỉ có 45 triệu, đứng hạng thứ 77. Và khi mà chúng ta nhìn vào website của Decentraland, các bạn sẽ thấy được đây là một dự án như thế nào. Nhưng bây nào mà không rành thì đây là một dự án mà các bạn có thể là mua những cái mảnh đất mà trên mạng lưới phi tập trung của công ty Decentraland này. Như là các bạn đi vào marketplace các bạn thấy được là có những cái mảnh đất này được bán ở trên hệ thống phi tập trung và đương nhiên đây chỉ là những mảnh đất điện tử chứ không phải là mảnh đất thiệt ở ngoài đời Và nhiều mảnh đất này cũng được bán với cái giá cũng khá đáng kể Một đồng khác là không muốn nói tới ngày hôm nay là khi mà chúng ta trở về CoinMarketCap Thì chúng ta sẽ nói về đồng Engine Thì mà cũng ta biết được là đồng Engine đã tăng lên khá nhiều trong thời gian gần đây Khi mà chúng ta nhìn vào đồng Engine Coin ở trên CoinMarketCap Tổng này hiện bây giờ là khoảng 8 cent cho một đồng Engine đứng hàng thứ 62 Và với tổng số vốn hóa hiện bây giờ là 65 triệu chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của đồng engine ở trên coin market cap trong một bảy ngày vừa qua các bạn thấy được là sau khi mà có tin đồn là công ty samsung sẽ hỗ trợ cái ví crypto của dự án engine này thì giá cả đã tăng lên khá nhiều các bạn thấy được là từ 3 sen mà đi thẳng lên cái mức là 10 sen nghĩa là tăng khoảng chừng 3 lần và các bạn thấy được đã trả về một phần và các bạn thấy là hiện bây giờ đã trả về cái mức là khoảng 8 sen cho một đồng engine đồng enj nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy được một lần nữa đã tăng lên Tại sao? Tại vì tuy là cái tin tức liên quan tới cái ví engine này có được hỗ trợ bởi điện thoại Samsung Galaxy S10 hay là không thì chúng ta vẫn còn chưa rõ. Nhưng mà khi mà chúng ta trở về thì có một tài liệu khác được chia sẻ bởi Samsung ngày hôm nay. Đó chính là Samsung đã chính thức thông báo là cái Samsung Galaxy S10 này sẽ ủng hộ đương nhiên là đồng Bitcoin và đồng Ethereum. Và ngoại trừ hai đồng này ra thì sẽ ủng hộ một số đồng khác. Trong đó các bạn thấy được là có hai đồng Đó chính là đồng Cosme, đồng COSME Và kế đó chính là đồng Engine, đồng ENJ mà chúng ta mới vừa nói tới Và đây cũng là một trong những yếu tố về mặt giá cả của đồng Engine trong thời gian mấy ngày vừa qua Tuy là hiện bây giờ là Samsung Galaxy S10 sẽ hỗ trợ đồng Engine ở trên cái máy điện thoại Nhưng mà vẫn chưa ra tài liệu chính thức là có ủng hộ cái ví của dự Engine này hay là không Cho nên đó vẫn còn là một tin tức mà chưa có được xác nhận Và đây cũng là một tin đồn mà Thùng đã chia sẻ cái đây khoảng chừng 2 ngày Trước khi mà chúng ta tiếp tục thì nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay Thì các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký vào kênh để giúp đỡ kênh tiếp tục phát triển Một đồng khác anh thường muốn nói tới ngày hôm nay thì đó chính là đồng XRP Thì bọn cũng đã biết là đồng XRP có cái sự tăng trưởng cách đây 2 ngày khi mà chúng ta nhận được tin tức là đồng XRP sẽ được lên trên sàn của Coinbase Chi tiết hơn là bây giờ sẽ được lên trên sàn của Coinbase Pro và khoảng chừng là hai tuần nữa lúc đó chúng ta mới thấy được đồng XRP lên trên sàn của Coinbase và chúng ta cũng đã nói tới đây là một cái quá trình rất bình thường cho những đồng nào mà được lên trên sàn Coinbase chứ không hết là lên trên sàn Coinbase Pro sau đó phải giao dịch một thời gian khi mà ổn định lúc đó thì Coinbase.com mới hỗ trợ đồng XRP nhưng mà vấn đề Coinbase.com hỗ trợ đồng XRP là một chuyện sớm muộn và khi mà chúng ta chở qua biểu đồ khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ của đồng XRP ở trên TradingView thì các bạn sẽ thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào đồng XRP với đồng USD ở trên sàn Bitfinex biểu đồ đến giờ thì các bạn sẽ thấy được là sau khi mà cái sự tăng trưởng mạnh như các bạn thấy trên màn hình lúc đó thì đồng XRP đã từ khoảng chừng là 30 cent và lên thẳng tới cái mức là khoảng 34 35 cent nhưng mà bây giờ các bạn thấy đã trở lại trả trở về khá nhiều chỉ còn có 31 cent tôi thấy là tin tức liên quan tới đồng XRP lên trên sàn Coinbase không tăng chữ mạnh như là những tin tức khác như là chúng ta mới vừa nói tới liên quan tới đồng Decentraland hay là đồng Engine, đồng ENJ. Và gần đây thì các bạn thấy được là sàn Coinbase càng ngày lại càng đưa thêm nhiều đồng lên trên sàn cho nên càng ngày cái hiệu ứng mà mỗi một lần mà trước đây chúng ta gọi là Coinbase Effect hay là hiệu ứng Coinbase khi một đồng nào được lên trên sàn Coinbase thì giá trị tăng rất mạnh nhưng mà gần đây các bạn thấy được là những đồng nào được trên sàn Coinbase khi mà tin tức được tung ra thì giá cả lại tăng lên nhưng mà sau đó các bạn thấy là rất nhanh giá cả đã đi trở xuống và đây là một điều mà chúng ta cũng đã từng chứng kiến liên quan tới những đồng như là ZIX, đồng 0x ở trên sàn Coinbase điều tương tự cũng đã xảy ra khi mà đồng này được lên trên sàn Coinbase và khi mà chúng ta nói tới đồng XRP thì có một điều khác chúng ta phải nói tới là hiện bây giờ các bạn thấy được là có một số bài viết liên quan tới việc giao dịch nội bộ ở trên Coinbase hay là trên một số sàn khác khi mà tin tức liên quan tới XRP được lên trên sàn Coinbase được tung ra có nghĩa là một số người nghĩ là nội bộ đã giao dịch trước và có rất nhiều bài viết ngày hôm nay được chia sẻ và phần đông những bài viết là nói tới một người chia sẻ ở trên Twitter gọi là Sir và các bạn cũng đã thấy trên màn hình thì người này nói là khi mà chúng ta nhìn vào cái video này các bạn sẽ thấy được là trước khi mà Coinbase ra thông báo thì cách đó khoảng chừng là vài tiếng đồng hồ các bạn thấy được đã có một số người cái khối nền dịch cũng đã tăng lên mua trước cho nên các bạn thấy được là giá cả đã tăng lên trong vòng 3 ngọn nến này nhưng mà không có tăng nhiều ngay sau khi mà Coinbase đưa ra tin tức là sẽ đưa đồng XRP lên trên sàn Coinbase thì sau đó các bạn thấy được là phần đông mọi người đã FOMO vào và cuối cùng đã đẩy giá lên rất cao như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình ở thời điểm hiện tại thì các bạn nghĩ sao về tài liệu này các bạn nghĩ là những điều liên quan tới XRP có phải là có người dòng trong đã mua trước khi mà tin tức được tung ra hay là không các bạn hãy comment ở phía dưới và cuối cùng thì chúng ta sẽ nói tới tài liệu lớn nhất ở trong tuần này Ngoài chỉ là tài liệu liên quan tới Samsung Galaxy S10 ra Thì các bạn thấy được là chúng ta sắp sửa tiến tới cập nhật kế tiếp của Ethereum Đó chính là Constantinople Hard Và bây giờ các bạn thấy được là chỉ còn khoảng 15 tiếng đồng hồ nữa lúc mà Thuận làm cái video này Có nghĩa là còn ít hơn 15 tiếng đồng hồ khi mà các bạn xem cái video này Thì bây giờ các bạn thấy được là cái blog của Ethereum là 7277062 và chẩn đoán là lốc 7280000 thì lúc đó là cập nhật này sẽ được kích hoạt Thì trước đây Thùng cũng làm một cái video rất chi tiết liên quan tới cập nhật Constantinople Tuy là video này làm đã được đưa ra cái đây cũng khoảng là một tháng trước cái ngày mà cập nhật Constantinople được tung ra lần đầu tiên. Chúng ta cũng đã nói tới là cập nhật này đã bị trì hoãn khá nhiều. Đã bị trì hoãn là khoảng 2 lần năm 2018. Sau đó là khoảng chừng là tháng 1 là sẽ kích hoạt. Nhưng mà trước ngày kích hoạt thì đã có một cái lỗi rất lớn. Cho nên cuối cùng đã không được kích hoạt. Và như thế nào mà muốn xem chi tiết của cái video đó thì trên màn hình các bạn sẽ có một cái link để các bạn bấm vào. Và từ lúc đó cho tới bây giờ thì chúng ta cũng có một số điều xảy ra. Trước hết là các bạn bạn đã thấy là trước đây sẽ có 5 đề xuất được kích hoạt khi mà cập nhật consensus Noble này được đưa ra nhưng mà bây giờ các bạn đã thấy chỉ còn có 4 đề xuất là sẽ được tung ra ở cập nhật consensus Noble này và các bạn thấy là cập nhật EIP 145, 1014, 1052 1234 Đây là một cập nhật mà rất nhiều bạn đầu tư hay là những bạn đào quan tâm tới Tại vì đây là cập nhật mà làm giảm đi tốc độ lạm phát ở trên hệ thống của Ethereum Mỗi một lốc được đào ra bây giờ được thưởng là 3 đồng Ethereum nhưng mà sau khi mà cập nhật để kích hoạt ngày mai nếu như mà tất cả đều suôn sẻ thì một lốc chỉ có hai đồng Ethereum được ra đời có nghĩa là cái sự lạm phát đã giảm đi 1 phần 3 33% và cái bơm đỏ khó sẽ bị trì hoãn lại 12 tháng nữa nhưng mà nào mà không rành thì bơm đỏ khó của Ethereum sẽ đẩy Ethereum vào cái thời kỳ gọi là thời kỳ đóng băng lúc đó rất khó đào Ethereum tại sao mà đội Ethereum này muốn tạo ra khó khăn cho những người mà đào Ethereum Thì tại vì Ethereum sau này là sẽ di chuyển từ hệ thống đào Hệ thống Proof of Work qua hệ thống cổ phần hay gọi là Proof of Stake Để làm được chuyện đó thì đội Ethereum sẽ kích hoạt một cái bơm độ khó làm cho càng ngày càng khó đào Để cho những người đào bỏ cuộc và chuyển qua hệ thống cổ phần Ngoại trừ liên quan tới cập nhật 1234 ra Thì những cập nhật khác là phần đông là cải tiến mạng lưới của Ethereum để làm cho cái hợp đồng thông minh hoạt động tốt hơn và đặc biệt là các bạn thấy được là cái đề xuất EIP 1283 đã bị hủy bỏ đây là cái đề xuất mà đã làm cho Ethereum chi khoảng cách đây khoảng chừng hơn một tháng tại vì cập nhật này đã có một cái lỗi rất lớn mà cái lỗi này chỉ biết tới khoảng chừng là một ngày trước lần cập nhật cách đây khoảng hơn một tháng như vậy thì cái lỗi liên quan tới EIP 1283 này là như thế nào thì để thường giải thích một cách đơn giản cho các bạn hiểu và muốn giải thích được thì Thuận sẽ sử dụng một cái ví dụ được đưa ra trên medium.com mà chúng ta sẽ nói tới thì nói một cách đơn giản thì cái ví dụ mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn là giả sử như là Ethereum là một ngân hàng và phía ngoài ngân hàng thì có một tên trộm rất nhanh nhanh đến nỗi mà có thể là trong vòng khoảng 2,3 giây có thể vô và ra khỏi ngân hàng mà không ai biết được nhưng mà tên trộm này hiện bây giờ là không ăn cắp tiền cho ngân hàng được tại sao? tại vì ngân hàng Ethereum hiện bây giờ là phải tốn tới 5 giây mới có thể mở cửa được cho nên tên trộm này chỉ có 2,3 giây không kích nào mà đi vào và đi ra được mà không bị ai phát hiện. Cho nên thì bây giờ tên trộm này không kích nào để mà lấy tiền từ ngân hàng của Ethereum. Nhưng mà nhưng mà cập nhật 1283 là sẽ có cách cải tiến Ethereum làm cho cánh cửa đó mở cửa từ 5 giây mà giảm xuống chỉ còn có 2 giây, có nghĩa là sẽ làm cho cánh cửa đó lẻ hơn. Và các bạn thấy được là tên trộm này chỉ cần 2,3 giây là có thể ra vào mà không ai phát hiện cho nên khi mà cánh cửa này có thể mở cửa không phải hai giây thì đây là một điều hoàn toàn có thể thì các bạn thấy được là đây là một ví dụ đơn giản liên quan tới cái vấn đề của đề xuất 1283 nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào liên quan tới mạng lưới của Ethereum thì thay vì hồi nãy chúng ta nói là Ethereum là một ngân hàng thì đương nhiên Ethereum là một cái nền tảng và hiện bây giờ trên nền tảng của Ethereum thì các bạn cần phải có 5.000 cái phí gas để mà giải quyết hợp đồng nhưng mà khi mà kiểu nhật 1283 này lúc mà những người lập trình họ nghĩ là họ giúp đỡ trên mạng lưới bằng cách là giảm cái số lượng gas xuống từ 5.000 còn có 2.000 phí gas. Nhưng mà cái người mà tấn công mạng lưới này chỉ cần có 2.300 phí gas sẽ tấn công được và ở thời điểm hiện tại thì cần 5.000 gas. Cho nên người này không cách nào tấn công được với cái mức là 2.300 phí gas. Nhưng mà khi mà giảm xuống từ 5.000 còn 2.000 thì người này hoàn toàn có thể thì cũng tương tự như là chúng ta mới vừa nói tới cái ví dụ mới đây đây là một cái giải thích rất đơn giản cho các bạn hiểu được là vấn đề liên quan tới cập nhật bộ 283 mà tại sao lại phải trì hoãn Constance Noble trước đây. Tuy nhiên chúng ta không hy vọng là cập nhật này tiếp tục bị trì hoãn. Và bây giờ thì các bạn thấy là đề xuất EIP 1283 đã chính thức bị hủy bỏ và cũng như là cái video mà thường chia sẻ trước đây thì hiện bây giờ cập nhật này là mọi người không nghĩ là sẽ sinh ra một đồng mới, có nghĩa là hiện bây giờ trên mạng lưới là không có bất cứ cái sự bất đồng nào có thể dẫn tới cái nguy cơ là sẽ bị chia chuỗi cho nên hiện bây giờ khi mà cập nhật Constant Noble này được đưa ra không ai hy vọng là thấy một đồng mới nhưng mà các bạn cần nên nhớ đây vẫn là một cập nhật Halford cho nên chúng ta vẫn còn khả năng nếu như một phút cuối mà có sự bất đồng thì có thể dẫn ra một đồng mới tại vì đây là một cái Halford chia chuỗi là một chuyện có thể cho nên cái sự nguy hiểm là vẫn còn đó là điều mà các bạn cần phải suy nghĩ tới và nhiều người nói là trong thời gian gần đây các bạn thấy được là đồng Ethereum của nó lên khá nhiều và trong vòng mấy tiếng đồng hồ vừa qua các bạn thấy là cũng đã tăng lên từ cái mức một đồng Ethereum ở trên sàn Coinbase biểu đồ đến giờ các bạn thấy được là cái t khoảng chừng là 60 tiếng đồng hồ thì một đồng Ethereum từ một đồng 25 đô đã lên tới cái mức bây giờ là một đồng 36 đô và các bạn có thể thấy là hiện bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa chỉ còn khoảng chỉ 15 tiếng đồng hồ nữa thì cập nhật này sẽ được đưa ra thì sau khi mà kích hoạt cập nhật Constantinople này thì lúc đó mọi người có xả Ethereum và đẩy giá xuống hay là không đó là khi mà chúng ta nói tới cập nhật thành công nếu như mà cập nhật thất bại thì giá cả của Ethereum là sẽ như thế nào đương nhiên là hoàn toàn có thể là cập nhật này thành công mọi người càng có nhiều lòng tin hơn về Ethereum và mọi người đầy đổ sâu vào để mà mua đồng Ethereum thì các bạn nghĩ là Ethereum ngày mai giờ này giá cả sẽ lên hay là xuống hay là đi hàng ngang thì các bạn hãy comment ở phía dưới và các bạn có nghĩ là kim dịch Constance Noble này sẽ thành công hay là không? Và đây là tất cả những tài liệu mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này các bạn đừng quên nhấn cái nút like Và những bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những thông tin mới nhất Và những bạn nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức sẽ nằm ở phía dưới cái video này Tạm biệt các bạn